phía Bắc. Phố ta làm sao mà mấy hôm nay nhiều công an lắm chú ạ? Mà toàn công an mật thôi. Tôi cứ thấy lượn lờ xung quanh đây. Chắc là chuẩn bị xảy ra cái chuyện gì hay sao ấy. Đâu? Đấy, bên kia có này. Bên này có, ngồi cả trong ô tô. Mấy hôm rồi. À, bác nhầm rồi. Đấy không phải là công an đâu. Bác không thấy là tất cả bọn họ đều tập trung xung quanh cái ngôi biệt thự kìa. Đấy, cái ông mà mới chuyển về được khoảng mấy tháng nay đấy. À thế à? Này, ông này. Tham nhũng à? Hay là chuẩn bị đánh bạc ở đấy sao mà công an theo dõi? Không, em đoán là ông này cũng phải là cỡ sếp đấy. Cho nên là tập trung ở đây, chờ cơ hội vào để mà biếu quà, xin xỏ ấy mà, có cái gì đâu. À, biếu xén đấy à? Dạ vâng. Này, sao, bỏ tay. Sao? Ngồi uống chén nước cho bà. Đông lắm bác ạ. Này, tôi thấy mấy ngày hôm nay cứ dập dà dập dìu. Mà không biết là họ biếu xén cái kiểu gì. Chứ đã Tết nhất gì đâu mà biếu xén gì. Ô hay. 20 ngày nữa là Tết rồi còn gì bác. 20 ngày nữa mới Tết. Ừ, mà Tết 20 ngày nữa mà bây giờ đã tính cái chuyện biếu xén sớm thế nhỉ. Em nói Tết là Tết Tây ấy. Tết Tây. Vâng ạ. Mình là người ta cơ mà, có phải người Tây đâu. Mà Tết Tây thì biếu xén cái gì. Bác chả hiểu cái gì cả. Đông như thế này nhá, người ta phải đi từ bây giờ. Chứ mà chờ đến Tết ta của nhà mình ấy mà vào đấy rồi là đụng nhau cứ bôm bốp. Đây là toàn chuyện tế nhị. À thế à. Có hiểu chưa? Ừ, đúng là làm sếp sướng thế chứ. Chào hai bác. Bác cho em xin chén nước ạ. Đây rồi. Mời chú. Hôm nay... Sao ạ? Hôm nay tôi trông vẫn quen. Hình như là 2-3 hôm trước là ông cũng có ngồi đây rồi đúng không? Trời ơi, bác mau quên thế. 3 ngày trước em chẳng gửi quà cho bác ở đây rồi là em đi ăn cơm trưa đấy còn gì nữa. Đúng rồi. Này, dạ. Nước của chú đây. Dạ vâng, xin thế bác. Cũng... đi biếu quà hả? Đấy, đấy, đấy. Em đấy. Đi biếu chút quà. À, thế à? Này, thế đi biếu quà thì cứ đàng hoàng chứ làm sao tôi thấy chú cứ phải dấm ra dấm dúi, rồi mắt la mày lém. Mà này, biếu thì đi vào đi chứ còn ngồi đây làm cái gì? Bác, khẽ khẽ cái mồm cho em nhờ. Nói thật với bác chứ, nhà sếp ấy đang có khách. Chính vì vậy mà em phải ra đây để thập diện mai phục. Khi nào khách của sếp ra một cái là em phải phi vào ngay. Không nghe thằng khác nó chen ngang vào luôn. Thế cơ à? Vâng, nói bác biết đây nè. Bác có nhìn cái thằng cha béo béo kia không? Đấy. Có. Này. Ông đấy ngồi ở bên kia từ sáng đến giờ rồi. Vâng, nó phục đấy, để nó vào nhà sếp đấy. Thế à? Vâng. Tôi lại cứ tưởng chờ người yêu chứ. Mà này, biếu quà giống chú thì chắc cũng phải tay xách nách mang. Chứ ai lại đi người không như thế. Bác ơi, nó chơi hàng nóng. Chết chưa? Vào nhà sếp mà lại mang súng à? Không, không phải là súng hay là dao gì. Mà là tiền, tiền mặt ấy. Nó mang biếu sếp bằng tiền mặt. À, này, thảo nào thấy đi gọn. Thế sao chú không bắt chiếc người ta? Ui. Làm thế có phải tốt hơn không? Em nghèo, làm sao mà so được với cả chúng nó. Thế à? Vâng. Thằng kia mới kinh kìa bác kìa. Đâu? Đấy, cái thằng ngồi trong cái xe vàng cái kìa. À, ngồi ô tô. Vâng. Ông này tôi nhìn thấy ngồi từ sáng. Thỉnh thoảng lại chạy ra một cái, chạy vào luôn. Mà mắt đảo liên tục. Hình như ăn uống ở trên xe đấy. Nó là Hải, cùng cơ quan với em. Vợ chồng thằng này ấy là đang chạy để cướp đất. Thằng này mới bom tấn đấy bác ạ. Thế à? Vâng. Chết. Chính vì thế mà em phải phục ở đây ý. Chứ không nó chen vào thì chết dở. Chú uống nước đi. Này, thế tôi hỏi là chú định ngồi đây đến bao giờ? Thì khi nào em xả xong hàng thì em về. Nói thật với bác chứ, may ý là 2 ngày 2 đêm. Còn không ý, cũng phải 1 tuần đấy. Tuần ngồi rình á? Vâng, 1 tuần mới xả hết chỗ hàng này đấy. 1 tuần bác. À? Vâng. Thế thôi, tôi dọn hàng đây chú ạ. Sao thế bác? Chú ngồi đây 1 tuần thì tôi bán cho ai bây giờ nữa? Đấy. Bác thì ơi, em chỉ xin bác chén nước để em ăn nốt cái lương khô này thôi. Này, chú đi biếu quà sếp mà chỉ ăn mỗi cái lương khô thế này thôi thì liệu có đủ sức mà thập diện mai phục được không? Ừ, sống sao? Dạ, nói thật với hai bác, em quen rồi. Năm nào mà chả thế, cứ đều đặn bác ạ.
không chỉ ngày lễ ngày Tết đâu, mà còn Quốc Khánh rồi còn rằm mùng 1 tháng 6 rồi là mùng 8 tháng 3 rồi 27 tháng 7. Mà đặc biệt ấy là ngày rằm tháng 7 ấy, cúng cô hồn ấy. Ui giời, cúng cô hồn mà cũng... Dạ vâng, ở nhà ấy thì con vợ em ấy thì nó vãi gạo vãi muối, nhưng mà em đây này phải vãi quà cho sếp. Thế cửa. Dạ vâng, sếp em ấy có tí tính đồng bóng mà. Ui giời, mệt lắm. Gom đến cả ngày cúng cô hồn, xá tội vong nhân mà cũng lại phải đi biếu quà nữa thì sao làm sếp thì sướng thế nhỉ? Ừ. Ôi chết. Hai bác đừng nói gì nhá. Lại có thằng nữa đấy. Chào các bác. Bà, chào bác. Chào bác. Bác cho xin chén nước ạ. Rồi, đây rồi. Bác có bác nào có dầu cao cho em xin bóp cái tay vậy? Tôi chết. Bác ngã xe à? Không, bệnh nghề nghiệp mà. À, bác này tay như thế này mà bảo bệnh nghề nghiệp chắc là nghệ sĩ. À, đàn mandolin đây. Không. Đây, mời chú. Không phải, em là công tác ở bên công ty đưa quà thuê. Đưa quà thuê mà lại mỏi tay. Món tay là thế nào? À, bừng bề bốc vác nhiều. Bừng bề bốc vác thì người ta phải bê, phải ôm, phải vác. Chứ sao lại có mỗi mấy ngón tay? Khổ quá, đúng là đưa quà thuê thì phải bưng, phải bê, phải vác. Thế nhưng mà em thì... Em chỉ mỏi mỗi một ngón này thôi. Mỏi một ngón này? Tại sao lại thế? Bởi vì là em thuận ngón này, cho nên em dùng ngón này để bấm chuông ấy mà. Hay là bấm chuông chứ không phải là... Này bấm chuông mà mỏi được ngón tay thì chắc là cũng phải bấm nhiều lắm đấy. Thì mà tay thì bao nhiêu ngón thì này xong chuyển ngón khác đi mà lại... Khổ quá, nó đau nó mỏi bởi vì là đang vào vụ biếu quà. Cho nên là em phải dùng ngón này em bấm chuông cho từng địa chỉ một. Mà bấm chuông ấy là nó cũng phải có nhịp điệu, có trầm, có bổng, phải có hồn ở trong cái tiếng chuông. À, thế tức là cái ngón này là bấm chuông nó khéo nhất thế gì? Vâng. À, ông ấy thuận mỗi ngón đấy thôi. Vâng, rồi. Đúng là dân chuyên nghiệp có khác nhỉ. Này, hỏi khi không phải thế, bác cũng mang biếu quà nhà sếp bên kia đường đấy à? Vâng, đúng rồi. Thế quan hệ của bác với lại sếp thế nào? Chả quan hệ gì cả. Người ta thuê thì mang đến biếu thôi. Ôi trời chết. Thế bác không quen biết gì cả? Vâng. Cái người người ta gửi bác cũng chẳng biết. Vâng. Thế bác mang đến thì nhỡ nhầm thì sao? Mà ai người ta tiếc. Khổ lắm, trong này nó có đầy đủ địa chỉ, kể cả người nhận lẫn người gửi rồi. Mình cứ chỉ việc mang đến giả hàng thế là xong. Thế nhưng mà này, tôi thì tôi nghĩ là nếu mà mang biếu quà cấp trên ấy, thì mình phải đích thân mình mang đến nó mới tình cảm, nó mới trân trọng. Chứ ai lại đi thuê người mang đến hộ thế này? Đúng đấy. Vẫn biết là như thế, mà đúng ra nó phải như thế. Nhưng chắc đây là chỉ quan hệ làng nhàng bằng vai phải lứa thôi, cho nên mới thuê đến bọn tôi. Đúng rồi, bác là bác nói đúng đấy. Biếu quà sếp mình ấy là phải trực tiếp mang đến thì nó mới có tình cảm. Mà ông mang bằng biếu quà là ông sếp sau tôi đấy nhá. Ồ thế ông cũng biếu ở đấy à? Sếp ấy là sếp của tôi đấy. À, sếp trực tiếp hay gì? Chứ còn gì nữa. Đúng rồi, nếu mà là sếp trực tiếp thì ông phải trực tiếp mang đến, thì sếp ông mới nhớ mặt, rồi về sau còn cất nhắc chứ. Vâng. Đúng không? Này, thế ông biếu cái quà gì đấy? Ông ấy chỉ đưa thuê thôi, không cạnh tranh với tôi. Cho nên tôi cũng nói thật. Trước ấy thì là chậu hoa cây cảnh. Nhưng mà năm ngoái ấy, thì tôi mang biếu sếp tôi cả một cái sừng tê giác to. Vâng. Năm nay sếp tôi lại hơi yếu. Cho nên tôi suy nghĩ mãi mới chuẩn bị 10 cân cao mèo để sếp tôi tầm bổ. Đây này, chục cân đấy. Chục cân cao mèo thôi, vâng. Bao nhiêu con mèo cho nó đủ. Mà này, ông như thế là tính ông cẩn thận đấy. Chứ mà lại chục cân cao mèo này mà lại qua công ty của ông này nữa mang đến rồi nhỡ lại nhầm rồi lại cao mèo của ông lại thành cao chó thì sếp mất ăn Tết, ông mất nghiệp. Không nhầm là nhầm thế nào được. Công ty tôi là phải giữ uy tín, là phải giữ chữ tín với khách hàng chứ làm sao mà nhầm được. Bác cứ nói chứ. Này, thế biếu năm nào cũng biếu nhiều như thế thì đã được cất nhắc gì chưa? Ôi dào dạ ơi. Gớm, nhúc nhắc thì có rồi nhưng cất nhắc thì chưa. Vâng. Ông phải cẩn thận nhé. Cái thằng mặt phễu ngồi trên cái xe vàng vàng kia kìa là ông phải cẩn thận. Nó cùng công ty với ông gì? Dạ vâng. Nó cũng đi biếu quà. Vâng. Ông cũng đi biếu quà. Vâng. Ông mới chỉ nhúc nhắc thôi. Vâng. Thế nó liệu nó đã được nhúc nhắc hay cất nhắc gì chưa? Ôi giời ơi. Nói ra thì xấu hổ. Nói thật với các bác chứ. Nói là về công ty sau em này. Ấy vậy mà lương tháng của nó bao giờ hơn em một bậc. Ông thua nó rồi. Thế là đúng. Bởi vì cái túi quà của nó ấy
tỷ lệ thuận với bậc lương của nó. Ông chỉ biếu cao mèo, còn nó ấy, có khi nó cho cả một con hổ vào túi để biếu sếp ông nấu cao ấy. Ông nói thế nào chứ ai đi mang con hổ đi biếu? Ông nói thế thì chẳng qua là bất kể cái gì cũng có thể mang để mà đi biếu sếp được à? Thì đúng là như thế, cái gì cũng có thể là quà được. Miễn là ăn được này, uống được này, nắm được này, ôm được này, sờ được này, đều thành quà hết. Uống được, sờ được, mang đi biếu. Thế thì ông có thấy có ai đi mang vợ đi để mà biếu sếp không? Có. Cái gì? Có chứ, từ xưa đến nay vẫn có như thế mà. Nhưng mà bây giờ hiện đại người ta tế nhị, người ta gọi là mang vợ đi cúng, chứ không phải mang vợ đi biếu, đi cúng. Ừ. Này, tôi bảo thật này, thế độ năm nay cái ông sếp ấy mà có độ 15, 16 cái anh nhân viên ấy mà anh nào cũng cần lên chức, sau đấy mang vợ đi cúng thì không biết ông ấy dùng thế nào. Ông ấy dùng hết rồi. Ôi rồi, các bác cứ phải lo bỏ trắng răng. Sếp thì lại còn có sếp của sếp, đúng không? Mà sếp của sếp thì lại còn có sếp nữa, sếp của sếp, sếp của sếp, sếp sếp sếp. Nó dài như một cái đoàn tàu trùng trùng điệp điệp ấy, lo gì mà không dùng hết. Không dùng hết thì lại mang đi biếu. Nói thật, nhìn cái cảnh mà hai bác đi biếu quả thế này tôi thấy thương quá. Đời thủa nhà ai đấy, bác tính. Đã mất tiền rồi. Đúng. Ngồi ở ngoài gầm ghè nhau, rình rập, chen lấn xô đẩy vào để mất tiền. Thì mất tiền làm gì cho nó khổ. Ôi thật rồi, nói hai bác bỏ qua cho chứ. Vào được trong nhà sếp rồi ấy, lại còn phải linh hoạt khéo léo lắm ấy. Chứ không nên là đứt. Sao lại còn phải linh hoạt nữa? Dạ vâng. Sếp tế nhị không nhận quà ấy thì mình lại phải khéo léo luồn ra đằng sau đưa cho con ô xin để con ô xin nó đưa cho sếp. Ôi rồi thế mới được việc chứ. Ông thế thì ăn thua gì? Tôi chỉ là thằng đưa quà thuê thôi nhá. Nhưng nhiều khi ấy, cái quà của tôi nó còn phải chan xít mấy lần mới đến được tay sếp cơ mà. Chan xít? Chan xít là thế nào? Thì sếp không nhận nhá. Vợ sếp cũng không nhận nhá. Thì mình lại phải vòng ra đằng sau biếu họ hàng hoặc là con cháu của sếp, thế rồi nó mới lại khứ hồi về đến tay sếp. Nói chung ấy, làm cái nghề chuyên nghiệp như bọn tôi ấy là cần phải có hai đức tính. Một là phải kiên nhẫn và khéo léo. Chết. Thế là hơn cả các bác ấy đi câu à? Ôi dào ơi, còn quá đi câu ấy chứ. Nói để các bác biết, đi câu mà không câu được cá ấy thì chạy ù ra chợ làm vài con cá vứt về cho vợ, thế là xong. Đằng này đi biếu quà ấy mà không biếu được ấy thì phải ngồi đợi, không được về, cạnh tranh kinh lắm. Này, thì tôi bảo ông phải hết sức tập trung vào. Chứ cái thằng mặc phễu ngồi trên xe vàng cái kìa, nó mà nhanh chân hơn ông nhá thì sang năm nhá lương của ông phải kém nó một bậc mà là bốn bậc. Ôi trời ơi, thế thì các bác làm ơn các bác để ý giúp em cái nhá. Rồi, yên tâm. Này, tôi bảo thật này, cái thời gian mà rình rập biếu quà như thế này, sao các ông không dành cái thời gian ấy, cái số tiền ấy để mà quyên góp cho đồng bào bão lụt, hay là trẻ em nghèo vượt khó, hay là những người già cô đơn, thì có phải các chú được tiếp đón trịnh trọng và có giá trị không? Người ta tôn trọng hơn bao nhiêu. Khổ quá, vẫn biết là như thế. Nhưng các bác tính, cả cái xã hội người ta đã cái thành lệ cái như đi biếu quà Tết. Còn bây giờ mình bật ra khỏi cái guồng ấy là mình bị sa thải ngay. Con cái mình ai nuôi hả các bác? Này 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 này, mở cửa rồi kìa. Tôi chết rồi. Kiểu có khách ra rồi đấy các bác nhá. Này 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 này, cái gì đấy? Chờ tôi đi với. Ấy, ông xếp sau tôi cơ mà. Khổ quá, tôi chỉ là đưa thuê thôi. Tôi vào tôi giả hàng xong là đi về ngay, không trình bày xin xỏ gì cả. Rõ khổ. Đấy, thế là có giả được đồng nào tiền nước đâu. Làm hàng xóm của mấy ông sếp này cũng khổ không kém. Thôi, thì bác cứ coi như là mấy chén nước này bác biếu quà Tết hai ông ấy cũng được chứ làm sao. Mà này, em nói cho bác nghe, làm ông sếp kia ấy chắc cũng chẳng sung sướng gì đâu. Sao lại không sướng? Bác tính, này, bây giờ mấy giờ rồi? 1:30 rồi kìa. Chắc có khi giờ này nhé, vợ chồng con cái còn chưa được ăn gì đâu, còn phải ngồi mà tiếp khách ấy. Mà cầm được cái đồng tiền, cầm được cái đồng quà của người ta ấy, chả sung sướng gì đâu. Rồi lại còn phải tính cách làm sao ấy, để mà sang năm cất nhắc nó nữa cơ. Đúng thật. Đúng là cái người đi biếu quà cũng khổ, mà cái người nhận được quà cũng khổ. Không sung sướng gì đâu. Các cụ bảo cấm có sai, kính chẳng bó phiền.